Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện sau 3 tháng. Tối 31 tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Ý Nhi xuất hiện tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại sân bay, cô trông khác lạ với mái tóc ngắn, làm thủ tục và đẩy hành lý vào cửa an ninh. Tiền Phong liên hệ với người đăng tải hình ảnh, người này nói Ý Nhi được bạn trai và một số người thân tiễn ra sân bay. Tôi ra sân bay đón người thân, vô tình thấy Ý Nhi xuất hiện tại ga quốc tế. Tôi thấy Ý Nhi được bà Phạm Kim Dung dặn dò trước khi vào cửa an ninh, người này nói. Đây là lần đầu Ý Nhi xuất hiện tại nơi công cộng kể từ 3 tháng sau ồn ào. Khi Tiền Phong liên hệ, đại diện của Ý Nhi từ chối trả lời. Ý Nhi là đương kim Miss World Việt Nam 2023. Cô xuất hiện sau 3 tháng hình ảnh phủ sóng mạng xã hội. Sau đăng quang, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bị cho là có phát ngôn chưa chuẩn mực trên mạng xã hội. Dù livestream xin lỗi, Ý Nhi vẫn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Cô hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng, không dùng mạng xã hội. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Ý Nhi tập trung cho việc học ở đại học. Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hồi tháng 7. Trong đêm chung kết, cô bất ngờ công khai bạn trai. Trả lời Tiền Phong hậu đăng quang, Ý Nhi nói tập trung hoàn thành việc học. Bạn trai ủng hộ cô thi Hoa hậu và thấu hiểu, chia sẻ với cô điều đó.